Ngày hội tư vấn tuyển sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An năm 2021 thu hút hàng trăm phụ huynh, học sinh về đây tư vấn. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, nhưng ban tổ chức đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến tham gia ngày hội. Theo đó, khi phụ huynh và học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang miễn phí. Nhà trường cũng chia thành nhiều đợt tư vấn trong ngày, mỗi đợt một số lượng người nhất định để đảm bảo về số lượng người không quá đông, khoảng cách giữa người và người cũng được đảm bảo. Thông qua ngày hội, các em học sinh cũng như phụ huynh có thể nắm vững những thông tin cần thiết về chương trình giáo dục cho con em mình. Đây là cơ hội để các học sinh, phụ huynh có thể gặp gỡ trực tiếp nhà trường để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc, tìm hiểu sâu hơn về các chương trình học nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, để từ đó có định hướng tốt hơn cho các em. Năm nay mình có cháu bước vào lớp 1, thì mình đến đây vào cái ngày hội đến trường này. Đây là cái môi trường là rất là tuyệt vời, và cả mẹ, cả bé và cũng như người bạn của mẹ cũng đã mong chờ bấy lâu nay. Bởi vì cái môi trường học này không chỉ đơn thuần là học về kiến thức, học về các cái bộ môn cơ bản, mà các con còn được trải nghiệm rất là nhiều và được học về các cái cách để ứng xử, rồi là cách yêu thương, rồi trong môi trường gia đình, rồi ra ngoài xã hội. Và không những là học các môn học mà còn được học về các môn năng khiếu, và đây là hy vọng rằng là đây là cái môi trường để các cháu có thể thỏa sức, phát huy hết cái năng lực của mình và với cái niềm đam mê tốt nhất. Ngoài ra, ngày hội còn có các chương trình giúp các bạn học sinh được trải nghiệm, tham quan khuôn viên cùng cơ sở vật chất, cũng chính là môi trường học tập trong tương lai không xa, giúp các em có thêm động lực, sự tự tin bước vào một năm học mới. Năm nay thì trường tiểu học và trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An tuyển sinh khóa đầu tiết, thì chúng tôi có tuyển sinh hai cái lớp là khối lớp 1 và khối lớp 6. Đối với lớp 1, chúng tôi với cái chỉ tiêu dự kiến là 120 em, xếp vào 4 lớp, mỗi lớp thì không quá 30 em. Còn đối với khối lớp 6, chúng tôi tuyển sinh 90 em, trên cho 3 lớp, như vậy mỗi lớp cũng không quá 30 học sinh. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn nhà trường muốn xây dựng từ đầu với cái số lượng học sinh vừa đủ để có thể triển khai đầy đủ các cái hoạt động giáo dục cũng như là giảng dạy cho các cháu trong cái điều kiện học tập tốt nhất. Nên chúng tôi hiểu cái chương trình nhà trường là một cái điều kiện rất quan trọng để có thể nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng riêng cho nhà trường một cái chương trình kết hợp giữa chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo cộng với chương trình giáo dục tăng cường do đội ngũ giảng viên lâu năm của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An biên soạn, tạo nên một cái chương trình có thể nói là hiện đại, tiên tiến và sát thực nhất. Ngoài ra thì trường còn triển khai áp dụng các cái phương pháp dạy học tiên tiến, sử dụng các cái đổi mới để tôn trọng cái giá trị của từng học sinh một. Do đó chúng tôi tin tưởng là các em vào đây sẽ được tôn trọng, phát huy tối đa những cái khả năng theo năng lực của bản thân. Ngoài ra thì cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư rất là hiện đại, với cái hình thức tổ chức bán trú cho cả cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Chúng tôi đã có một cái hệ thống phòng học hiện đại kiểu mẫu, mỗi em có một bàn ghế riêng. Các phòng học đều có trang bị tivi thông minh, các hệ thống ánh sáng, điều hòa đầy đủ. Ngoài ra, cơ chế phòng ngủ riêng, phòng ăn riêng, phòng học riêng tạo ra một cái hệ thống khép kín bán trú có thể nói là rất là chất lượng, phục vụ đầy đủ và đảm bảo những yêu cầu về vệ sinh an toàn cho toàn bộ các học sinh theo học. Ngoài ra thì nhà trường còn có các cái dịch vụ hỗ trợ như là xe đưa đón học sinh, rồi chăm sóc trẻ sau giờ học chính khóa, vân vân. Thì chúng tôi rất tin tưởng với cái mô hình chúng tôi đang xây dựng thì có thể tạo ra một cái cơ sở giáo dục mà chất lượng, an toàn, thân thiện, ứng với cái tiêu chí nhà trường luôn luôn hướng tới, đó là mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc.